chào các bạn. Hôm nay tối thứ bảy, không biết các bạn làm gì. Tức là phần lớn mọi người đang đi chơi rồi. Bản thân mình thì hôm nay tối thứ bảy, cả ngày nay mình cũng đứng với lớp DISC và Motivator dành cho các bạn làm chủ doanh nghiệp và các bạn chuyên xây dựng đội nhóm, làm sao để chúng ta xây dựng đội nhóm bán hàng. Và ngày hôm nay cả ngày mình chia sẻ lớp rồi, tuy nhiên tối hôm nay mình về và mình cũng tranh thủ online live stream và chia sẻ cho bạn một trong những cái chủ đề rất là quan trọng trong việc làm kinh doanh. Nếu bạn nào mà đang xem cái live stream vào buổi tối hôm nay thì rất là tuyệt vời, bởi vì các bạn đã không dành thời gian để đi chơi với người yêu, đi chơi với gia đình, mà các bạn dành thời gian để các bạn xem cái live stream này để các bạn học tập, các bạn phát triển lên. Chào bạn Nguyễn Hồng, chào bạn Tuyên Lê, chào bạn Huỳnh Duy Bảo. Ok. Để đảm bảo cái đoạn live stream này, hôm nay mình chia sẻ cái chủ đề đặc biệt về cái người cố vấn kinh doanh cho mình, cho chúng ta trong hành trình làm kinh doanh này. Thì các bạn, bước đầu tiên thì các bạn hãy giúp mình chia sẻ cái đoạn live stream này đến cho những cái người làm kinh doanh, bạn bè của các bạn. Hôm nay mình cũng chia sẻ nhanh thôi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ nhanh. Tại vì mình còn nghỉ nữa, ngày mai mình còn phải đứng lớp cả ngày nữa, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối nữa. Nên là các bạn cũng tranh thủ, mình chia sẻ nhanh thôi. Các bạn nào đang ở vùng miền gì nào thì các bạn cũng nên comment vào, các bạn chia sẻ cái đoạn live stream mà đến cho nhiều người, để nhiều người cùng xem, để chúng ta nó vui hơn các bạn. Tối mai là tối thứ bảy, mình cũng mới vừa về nhà thôi, vừa ăn tối xong mà tranh thủ lên chia sẻ live stream rồi. 8 cái điều đặc biệt dành cho nhà cố vấn. Thì các bạn cũng nên nhớ rồi, mà bất kỳ một người làm kinh doanh nào thì chúng ta cũng cần có cho mình những cái nhà cố vấn. Một người thành công thì họ luôn có những nhà cố vấn ở phía đằng sau. Chúng ta không thể tự đi một mình được, và chúng ta đi một mình thì chúng ta dấp, chúng ta té rất là nhiều, bởi vì chúng ta không có đủ những cái kinh nghiệm, và cái trả giá đó có còn hơn là các bạn trả chi phí cho nhà cố vấn nữa. Cái việc mà bạn đi chậm này, cái việc bạn mất thời gian này, cái việc mà bạn đi sai bài này, thì cái chi phí đó nó lớn hơn rất là nhiều, nó lớn hơn nhiều lắm, để các bạn trả cho nhà cố vấn. Lúc xưa thì ra kinh doanh chúng ta làm lụi được, còn bây giờ là ra kinh doanh thì nó lại khác xưa rồi. Bởi vì sao? Lúc xưa thì các bạn thấy một người bán thì chỉ có tới 100 người mua lận. Hồi kia bạn ra bạn mở một quán phở thì cái con đường đó chỉ có một cái quán phở thôi, và ai muốn ăn phở thì phải đi vào cái con đường đó để ăn phở. Còn bây giờ các bạn thấy trên một cái con đường thì đầu đường nó cũng có quán phở, giữa đường nó cũng có quán phở, cuối đường nó cũng có quán phở. Tức là bây giờ là khách hàng thì khoảng 100 người nhưng mà tới 20 thằng bán lận. Nên là bây giờ chúng ta cần phải có một cái tư duy kinh doanh nó đặc biệt hơn. Chào bạn Huy Đàn. Ok, các bạn đang ở vùng miền nào thì các bạn comment vào. Bạn Bùi Thanh Truyện, bạn ở Tiền Giang. Vâng, các bạn đang ở vùng miền nào thì các bạn comment vào để cho cái live stream chúng ta nó vui lên. Các bạn không cần bấm like cũng được, không cần bấm, các bạn chỉ cần ghi xuống dưới là các bạn đang làm gì, các bạn đang ở cái khu vực gì, các bạn đang kinh doanh lĩnh vực gì, và chúng ta chào nhau đi để các bạn thấy nó vui hơn. Và để đảm bảo cái live stream này có nhiều người xem thì các bạn cũng chịu khó, các bạn bấm vào cái nút chia sẻ để chúng ta chia sẻ. Bây giờ mình kiểm tra trên đây thì mình thấy được 11 bạn chia sẻ rồi, các bạn rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn Vĩnh Khang nè, bạn Phạm Ngọc Anh nè, bạn Trần Văn Lâm nè, đã chia sẻ vào Ruby Bot rồi nè, bạn Đạo nè, bạn Đạo Văn Hoa nè. Ok, đã được 11 bạn chia sẻ rồi, thì các bạn nào chưa chia sẻ thì bạn bấm vào các bạn chia sẻ đi. Và chúng ta rất cần cho mình cái nhà cố vấn trong kinh doanh để chúng ta tham khảo. Nhà cố vấn gì là tham khảo, rồi chúng ta biện luận. Khi chúng ta làm bất kỳ gì thì cái nhà cố vấn giúp cho chúng ta biện luận, nói chuyện, biện luận với họ. Để cái người cố vấn đó họ có kinh nghiệm mà, nên là họ biện luận với chúng ta, họ cùng bàn thảo với chúng ta những cái việc đó, nên họ giúp cho chúng ta nhìn cái góc nhìn nó rộng hơn, để cho cái góc độ chúng ta đi nó dễ dàng và nó đơn giản hơn. Chào bạn Vũ Như Hảo, luật sư Vũ Như Hảo, lâu quá ở ngoài Khánh Hòa, hôm nay bạn xem live stream này. Chào bạn Đạo Văn Hòa. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hôm nay tối thứ bảy, tuy nhiên vẫn rất là đông người lên xem cái live stream. Bình thường mấy ngày bình thường các bạn thấy lên cả vài trăm người xem. Hôm nay tối thứ bảy mình không thông báo trước nhưng mà cũng rất là đông người xem. Bạn Linh Bùi, ok, chào bạn Linh Bùi.
Hôm nay bạn Lĩnh đó chứ, bạn Lĩnh Bùi. Ok, hôm nay bạn Lĩnh không đi xe mà bạn Lĩnh vẫn không đi chơi với gia đình nữa mà bạn có ở nhà. Vâng. Và thứ nhất, chú cái lưu ý thứ nhất là mỗi người mà muốn thành công mà đi cho vững chắc thì chúng ta cần có một cái nhà cố vấn ở xung quanh mình. Các bạn thấy là tất cả những người thành công khác họ đều có những người cố vấn. Kể cả những người họ làm chính trị, các bạn, họ cũng có những người cố vấn ở phía đằng sau họ. Các bạn thấy hàng năm chúng ta có cái chức danh gì? Cố vấn, các bạn thấy chưa? Thường thường những người họ làm trước á, họ làm ở đời trước á, thì thường thường là họ ngồi lại ở cái ghế cố vấn để gì để tư vấn cho người sau những cái kinh nghiệm. Bởi vì người sau chúng ta mới vào, chúng ta kinh nghiệm. Các bạn mới ra khởi nghiệp mà các bạn không có những người thầy, những người cố vấn ở đằng sau thì rõ ràng là các bạn quá thông minh rồi, các bạn quá giỏi rồi, khỏi bàn rồi. Các bạn giỏi quá rồi nên là các bạn thấy rằng là các bạn mới không cần cố vấn thôi. Chứ còn những người mà họ đi trong đời này, họ có kinh nghiệm thì họ luôn có cái cố vấn hết. Hoặc là nó đơn giản thôi, khi chúng ta mà đi mua một cái xe và chưa bao giờ là chúng ta là người mua xe con, chưa bao giờ chúng ta đi xe con hết, thì chúng ta cần phải tìm một người cố vấn. Họ rất là giỏi về xe, họ va chạm về xe và họ nói chuyện với mình. Bữa có một cái người bạn ở dưới Biên Hòa, họ lên đây, họ mua xe con, cái người bạn của mình đó, và họ mới nói mình là tư vấn cho họ. Mình nói ok, mình sẽ mời một bạn này đến làm cố vấn cho bạn. Và thế là mình alo một cái, và bạn này là người học cái ngành công nghệ ô tô ra, làm cho Toyota 7 năm và bây giờ về mở một cái doanh nghiệp riêng và chuyên bán phụ tùng ô tô. Sau đó thì bạn cũng thỉnh thoảng là bạn đi mua xe lại, bạn bán, và cái người bạn này đã tư vấn cho bạn kia mua một cái chiếc xe con rất là tuyệt vời. Bạn hình dung ra điều này chưa? Làm việc gì chúng ta cũng cần cố vấn hết, mà ra làm kinh doanh chúng ta lại không cần cố vấn. Vậy thì bước 1 là chúng ta hãy tìm cho mình một nhà cố vấn, mà nhà cố vấn này giúp cho chúng ta có cái tầm nhìn xa. Cái nhà cố vấn này sẽ giúp cho chúng ta có cái tầm nhìn xa cho cái doanh nghiệp của mình. Nếu mà một người cố vấn mà họ không chỉ cho chúng ta được cái tầm nhìn xa, họ không xét ra được cái tư duy, họ không xét ra được cái tầm nhìn để chúng ta có một cái tầm nhìn xa. Chào thầy và các bạn, mình mua gỗ bán dừa. Ok, rất là tuyệt vời. Họ xét ra, họ giúp cho chúng ta có một cái tầm nhìn xa về cái doanh nghiệp của mình, về cái lĩnh vực kinh doanh của mình. Họ giúp cho chúng ta có một cái góc, cái góc nhìn nó rất là quan trọng. Cái tầm nhìn nó rất là quan trọng. Một cái tầm nhìn xuyên suốt cho cái doanh nghiệp của mình trong vòng 10 năm, 20 năm nữa, để chúng ta có một cái lộ trình dài hạn để chúng ta đi, là cái điều này nó rất là tuyệt vời. Các bạn nào đang xem cái live stream này thì các bạn bấm vào nút chia sẻ đi. Hồi nãy giờ mình xem thì mới có 21 bạn chia sẻ những bạn này rất là tuyệt vời. Bạn Đặng Đức Tiến đã chia sẻ rồi nè. Bạn Đặng Đức Tiến nè. Anh Cường, anh Cường rất là tuyệt vời. Anh Cường đã cũng bấm vào nút chia sẻ rồi. Anh Cường làm bên ITBC, Trung tâm Xúc tiến Thương mại của Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Phạm Tiến cũng đã chia sẻ rồi. Các bạn thấy thế chưa? Anh Cường ảnh còn bấm vào nút chia sẻ mà làm bên Trung tâm Xúc tiến Thương mại của Thành phố đó. Bạn Thuận Dương, bạn Đạt Phạm, ok, rất là tuyệt vời. Các bạn đã bấm vào nút cái chia sẻ cái đoạn live stream này rồi. Chào anh Trần Tùng Dương. Chào bạn Nguyễn Xuân Trí. Ok, lâu này không thấy Trí đi bbop nha. Bạn Nguyễn Sơn. Chào bạn Liên Phương. Chào bạn Đức Giang. Rất là tuyệt vời. Chào bạn Phạm Phượng. Ok, các bạn bấm vào nút chia sẻ đi để cho nhiều người biết về cái đoạn live stream này. Đoạn live stream rất là tuyệt vời. Vậy thì vừa rồi mình nói cái điểm số 1 rồi. Cái điểm số 1 là hãy tìm cho chúng ta cái người cố vấn á, họ giúp cho chúng ta có một cái tầm nhìn dài hạn và xuyên suốt trong lĩnh vực kinh doanh của chúng ta trong vòng 10 năm đến 20 năm nữa. Cái người cố vấn nào để giúp cho chúng ta có cái tầm nhìn vậy vậy á, thì cái người cố vấn nó rất là tuyệt vời. Bởi vì cuối cùng là chúng ta cần phải có cho mình một cái tầm nhìn rất là xuyên suốt. Và người cố vấn này á, họ phải có gì? Họ phải có sự kiên nhẫn để họ đi theo bạn. Chứ cái người cố vấn mà họ không có cái sự kiên nhẫn thì cũng không có ok. Họ phải có sự kiên nhẫn. Dĩ nhiên là đã nói tới người cố vấn thì họ đã có sự va chạm rồi. Họ phải va vấp rồi. Là họ là chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh này. Cái chuyện này chúng ta không bàn. Vậy thì vừa rồi những gì mình chia sẻ các bạn thấy có thú vị mà. Các bạn comment vào để mình biết. Chứ các bạn không comment, các bạn không nói gì hết.
thì tự nhiên cái live stream của chúng ta nó không có năng lượng. Các bạn truyền cho mình cái năng lượng thì bắt đầu mình mới truyền cho bạn cái năng lượng rất là tuyệt vời này. Nó là các bạn comment vào bạn học được cái bài học gì. Và cái số 2 là nhà cố vấn. Các bạn nói vào cái sai, nhà cố vấn nó như là một cái lực đòn bẩy, nó tác động rất mạnh vào chúng ta, ok chưa? Và chúng ta phải có gì chúng ta phải có rút tỉa những cái idea, những cái suy nghĩ, đặc biệt là những cái kinh nghiệm từ họ. Từ đó chúng ta có cái cách dễ dàng nhất để chúng ta đi đến y như là chúng ta leo lên một cái ngọn núi vậy á. Thì mình hình dung như vậy nè, bạn mới khởi nghiệp là bạn ở dưới chân núi, và bạn muốn đạt những thành công thì bạn chinh phục từng cái ngọn núi một. Thì mỗi cái ngọn núi đó, ok giờ quá trình bạn leo lên cái ngọn núi đó, thì bạn có cái người cố vấn họ đồng hành, họ giúp bạn leo lên từng bước, họ dẫn dắt bạn lên từng bước một. Bạn nhận ra điều này chưa? Chào bạn Nguyễn Hồng Tạo, rất là tuyệt vời, lâu quá là chưa gặp em học ở lớp bi mấy mà cho tới giờ không còn gặp em nữa. Chúng ta cần tìm cho chúng ta một nhà cố vấn đồng hành trên hành trình của chúng ta đi. Để chúng ta tận dụng được cái lực đòn bẩy của họ, tận dụng được cái kinh nghiệm để hành trình chúng ta leo núi nó đơn giản và nó nhẹ nhàng hơn. Còn không chúng ta chịu rất là nhiều cái va vấp. Chào bạn Nguyễn Trọng Nhân, mới vừa đi học về mà bây giờ bạn lại live stream rồi. Mình cũng đứng lớp cả ngày nhưng mà về mình quyết tâm tối nay mình phải live stream cho các bạn về cái chủ đề này. Tóm lại là từ đây sắp tới buổi tối nào rảnh là mình live stream, tuy nhiên ít nhất là mình sẽ live stream ít nhất là hai buổi tối. Vâng, chào bạn Võ Hương. Chúng ta nên nhớ một điều thứ ba. Cái điều thứ ba mà mình phải chia sẻ với bạn là nhà cố vấn chúng ta không có khó tìm, họ ở khắp mọi nơi trong xã hội chúng ta, là rất là nhiều người họ đi trước chúng ta lắm. Quan trọng là chúng ta có chịu tìm hay không, và chúng ta có chịu hợp tác với họ hay không, hay là chúng ta cứ đi một mình. Những bài chia sẻ của thầy thật ý nghĩa. Ok, bạn chào bạn Nguyễn Sơn, cảm ơn bạn Nguyễn Sơn rất là nhiều. Nghe cái comment của bạn mà mình cảm giác nó rất là có động lực. Các bạn vừa xem và các bạn vừa comment xuống dưới, ok chưa, để mình cảm giác rằng là các bạn đang chú tâm vào những cái bài chia sẻ này, và các bạn là những người rất là tuyệt vời. Vừa học và vừa comment xuống dưới các bạn ơi, để cái chia sẻ chúng ta nó được vui hơn. Thì cái nhà cố vấn ở khắp mọi nơi, không phải là chúng ta không có, ở đâu chúng ta cũng có. Và ngày hôm nay thì lại dễ, nếu qua internet thì lại dễ nữa. Nhà cố vấn nó có thể là ở trên internet, ví dụ như mình viết cái bài này mình chia sẻ thì mình cũng là một cái dạng mà những người cố vấn, và mình chia sẻ cho các bạn được. Và thông qua internet, có thể ở Sài Gòn chúng ta có thể là chia sẻ ở Hà Nội nữa được, nó không có vấn đề hết. Hiện tại mình cũng có code cho một bạn đang ở Hà Nội, cứ hàng tuần là mình chia giờ ra bạn code. Chào bạn Ngô Thị Bích Việt, ok, cảm ơn bạn, rất là tuyệt vời. Em đang ăn cơm với vợ, cứ hối chạy về xem live stream mà không kịp ăn đó thầy ơi. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình lại nói tiếp, nên là ngày hôm nay cái nhà cố vấn ở khắp mọi nơi các bạn, dù là không có phải là chúng ta không có khó tìm đâu. Chúng ta luôn có bản thân mình. Thì hiện tại bạn Thuận Phong, mình đứng lớp cả ngày nay cũng mệt, nhưng mà không sao. Khi mà mình lên mình live stream và mình thấy nhiều bạn nó nhận cái tự nhiên mình hết mệt rồi. Bạn Thuận Phong ơi, cảm ơn bạn Thuận Phong rất là nhiều. Cảm ơn bạn Bi Dương, bà xã của bạn Nhân. Mạng Lan thầy ơi, mạng lạng thầy ơi là sao không hiểu. Cái live stream của mình thì nó bên mạng của mình thì nó rất là tốt, còn mạng bên bạn thì chắc là nó bị sao á. Các bạn đang ở khu vực vùng miền nào thì các bạn comment vô các bạn đang ở khu vực vùng miền nào. Vậy thì cái nhà cố vấn á là họ ở khắp mọi nơi. Và hiện tại mình đang ở Sài Gòn và mình cũng đang code cho một bạn ở ngoài Hà Nội, và bạn đó là làm trainer, và mình đang giúp cho code cho các bạn đó, ok. Và hiện tại mình cũng đang ở Sài Gòn, mình đang code cho bạn ở Bến Tre, các bạn chưa mà thông qua internet
thông qua những cái công cụ ngày hôm nay thì các bạn rất là dễ tìm những cái nhà cố vấn ở khắp mọi nơi. Chúng ta vẫn có thể tìm những nhà cố vấn và chúng ta cũng có thể làm việc rất là dễ dàng. Nó là cái quan trọng là các bạn có chịu cam kết thành công hay không. Còn bây giờ nhà cố vấn thì để giúp cho các bạn làm việc đó thì nó rất là dễ dàng. Ok chưa? Bạn nào chưa chia sẻ livestream mà thì các bạn nhớ bấm vào chia sẻ đi, để lại stream chúng ta nó càng ngày nó càng đông lên cho nó vui. Chứ livestream ít quá cứ tự nhiên chia sẻ nó không có vui. Và bạn nào mà đang kinh doanh cái gì thì các bạn cũng comment xuống. Các bạn comment xuống là các bạn đang ở cái lĩnh vực gì, các bạn đang kinh doanh lĩnh vực gì thì các bạn chia sẻ vào thì nó mới vui được các bạn ơi. Sơn B31 đây thầy ạ. Ok, bạn Sơn rất là tuyệt vời. B31 thì lâu lắm rồi, bây giờ bạn nên quay lại bằng update kiến thức đi ạ. Bây giờ kiến thức đang rất là nhiều bạn Sơn ơi. Những bạn mà thế hệ với bạn Sơn thì bây giờ là trở thành đại gia hết rồi, rất là giàu có rồi. 31 là chắc là năm 2012-13 gì rồi. Ok chưa? Và cái điểm thứ tư là cái điểm thứ tư nhà cố vấn. Ok chưa? Cái điểm thứ tư ở trong cái nhà cố vấn này đó là họ như thế nào ạ? Họ ở rất là nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Họ ở rất là nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Chứ không phải là mỗi cái bạn phải nên phân tích trong cái hành trình cuộc đời của bạn đi á. Ok chưa? Bạn cần những lĩnh vực nào thì bạn tìm những người cố vấn cho mình trong cái lĩnh vực đó. Cố vấn là mình tự tìm hả anh hay phải chờ duyên? Ok, bạn Ánh Trang bây giờ chờ duyên nó mệt quá. Chúng ta phải chủ động bạn Ánh Trang ơi, làm cái gì chúng ta cũng phải chủ động hết. Ok chưa? Chứ cứ đi chờ duyên thì chúng ta thuộc hên xui rồi. Người kinh doanh là chúng ta phải có tư duy chủ động. Chúng ta tìm gõ cửa từ người một thì nó xuất hiện nó nhanh hơn. Còn mà chúng ta chờ duyên thì nó lâu lắm bạn Ánh Trang ơi. Nhưng tự nhiên lâu quá rồi mới gặp bạn Ánh Trang. Bạn Ánh Trang ở An Giang. Bạn kêu bạn sắp xếp mà lên bạn học mà sao chưa thấy bạn học. Bạn Ngô Thái Bảo ở Bến Tre. Hôm qua nghe bà xã mình nói là bạn từ Bến Tre bạn chạy lên đây bạn lấy 50 quyển sách, mình cảm giác mình giật mình luôn. Mình cứ nghĩ là bạn đang ở Sài Gòn, nếu bạn ở Bến Tre thì bạn nói để có xe trên này gửi xuống chứ. Cứ tưởng bạn ở Sài Gòn mà bạn từ Bến Tre bạn lên bạn lấy 50 quyển sách trông rất là cảm động. Bạn bảo lần sau có thì em cứ báo, tại vì ở xa mà. Các bạn nào mới lên mạng lãng quá thầy ạ, mạng lãng quá thầy ạ, nghĩa là sao? Bạn đang nói cái bạn Nguyễn Hồng đang nói cái câu gì mình không hiểu. Mạng lãng quá nghĩa là sao? Chứ còn ở bên mình thì mạng rất là mạnh, tức là mạng yếu hay là mạng sao á? Mình không hiểu các bạn đang dùng cái từ này là cái từ gì. Mạng lãng quá là sao nhỉ? Kinh doanh phụ tùng gắn máy em vẫn chưa thoát được việc để học. Bạn chưa thoát thì bạn cần phải thoát. Bạn biết không à, bạn Ánh Trang, để mà nói cho bạn Ánh Trang này, một người họ mở ra một cái xe bánh mì thì khi mà họ có khách hàng mỗi sáng rồi đó thì cái đau khổ nhất của họ là họ không dám nghỉ bán cái xe bánh mì đó, bởi vì hôm đó bán để nghỉ bữa dỗ lỗ bữa cày. Các bạn nhận ra này, tức là vậy thì chúng ta không phải là người kinh doanh, chúng ta đang tạo ra một cái doanh nghiệp và cái doanh nghiệp đó nó đang nhốt chúng ta ở trong đó. Chúng ta không phải là mạng kinh doanh. Ok, mạng yếu ạ, ý là mạng bị chập chờn đó thầy ạ. Chập chờn là hình như là mạng của bạn, còn mạng của mình nó mạnh kinh khủng. Vậy là phía bên mạng của bạn đó. Bên mình thì cái thông tin nó đang xuyên suốt, tại cái máy của mình nó báo hiệu là mạng đang rất là mạnh. Mạng yếu là chắc là mạng ở bên bạn. Mạng bên mình đang nó mạnh, chạy rất là mạnh mà nó thông suốt. Các bạn khác, các bạn có thấy mạng có mạnh không ạ? Có thông xuống à? Các bạn cho mình biết đi ạ. Các bạn khác thì sao ạ? Và các bạn nào mới vào chưa bấm chia sẻ thì các bạn chia sẻ đi ạ. Vậy thì các bạn Ánh Trang, bạn phải nhớ rằng là rất nhiều người họ nghỉ làm công, họ đi ra làm kinh doanh và họ tạo ra một cái công việc mà chính cái doanh nghiệp đó làm cho họ bận rộn cả ngày luôn. Tức nghĩa là sao? Là họ bị cái công việc đó nhốt họ
À đúng rồi, bạn Phạm Quang Anh nói là vẫn bình thường thôi. À đúng 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 rồi, nghĩa là các mạng của bên các bạn bị yếu á, chứ còn mạng của bên mình thì mạnh lắm. Tại vì nhà mình thì mạng mạnh, mạng tốt bình thường. Ok, rất là tuyệt vời. Thì rất là nhiều người họ tạo ra một cái doanh nghiệp, rất là nhiều người như ví dụ là họ mở ra một quán phở và sáng ngày họ họ đi bán phở. Ok chưa? Và họ họ sáng nay họ họ ra họ mở phở thì nó rất là tốt. Tuy nhiên họ bị gì à? Sáng hôm đó họ 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 không bán phở thì nghĩa là họ không có khách nha, nghĩa là họ đang bị một cái là họ phải bị dính trong chính cái công việc 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 đó, tức là họ tạo ra một cái doanh nghiệp để cho họ bị dính nó vào vào cái đó. Thì những cái người đó các bạn cần phải đi học những cái lớp để chúng ta thoát ra, nghĩa là chúng ta chưa quy trình hóa được, chúng ta chưa bàn giao cho người khác được. À, chúng ta chưa hệ thống hóa doanh nghiệp của mình được thì chúng ta cần những kiến thức đó, hoặc các bạn cần những nhà cố vấn để giúp cho bạn từng bước bạn thoát ra. Vậy thì nhà cố vấn, cái điểm thứ tư mình chia sẻ tiếp, cái nhà cố vấn họ họ ở khắp mọi nơi và họ như nào? Họ ở những lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Ví dụ là trong hành trình kinh doanh của chúng ta thì có nhà cố vấn á, họ sẽ giỏi cho các bạn set up một cái chuỗi hệ thống doanh nghiệp, tức là lập ra cái quy trình doanh nghiệp, cái quy trình, cái hệ thống quy trình. Nhưng mà có nhà cố vấn á, họ giỏi tư vấn cho bạn tài chánh. Nhưng mà có nhà cố vấn á thì họ giỏi cho bạn tư vấn về nhân sự. Có nhà cố vấn á, họ giỏi cho các bạn cố vấn về marketing. Còn bản thân mình á, nếu mà mình làm cố vấn cho các bạn á, là mình giúp cho các bạn trở thành một cái người chủ doanh nghiệp và sở hữu một cái doanh nghiệp rất là tuyệt vời. Mình sẽ giúp cho bạn hiểu về bán hàng, hiểu về marketing, hiểu về hệ thống hóa doanh nghiệp, làm cho bạn xây dựng thương hiệu, làm cho bạn hiểu được cái cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp. Tóm lại là mình làm cho bạn đi 8 bước, 8 bước, 8 bước, mấy bước các bạn, 8 bước, 8 bước. Các bạn có muốn mình chia sẻ 8 bước này trong này luôn không ạ? Các bạn có muốn mình chia sẻ nhanh thì các bạn comment xuống, các bạn là muốn. Và nếu mà trên 30 bạn mà comment xuống là muốn, và cái lượng chia sẻ là cái livestream này trên 50 người, ok, cái lượng livestream này chia sẻ trên 50 người thì mình sẽ lập tức mình nói 8 bước này liền. Em có đặt sách lâu rồi nhưng chưa nhận được, mỗi ngày một chút thôi thầy ơi. Ok, bạn Tường Vi chưa nhận được hả em? Vậy thì em inbox vào cái Facebook của mình, cái số điện thoại của mình đi, cái số điện thoại của em đi, em inbox nhanh đi để có người gửi cho em. Vậy là chắc là bị lột hoặc là bị số sai, hay là các em nó bị sót rồi, chứ thường thường rất muốn thôi. Ok, hai bạn rồi, hai bạn muốn muốn rồi, ba bạn muốn, ok, bạn Thủy Định muốn, ok, bốn bạn muốn, bạn Huy Đàn muốn, ok, bạn Tường Vi Mốc Cha, bạn Tường Vi Mốc Cha, ok, bạn Tường Vi Mốc Cha nhớ inbox lại cái số điện thoại cho mình nha. Bạn Võ Hương, ok chưa? Bạn Nguyễn Trọng Nhân, ok, cảm ơn bạn Trọng Nhân. Bạn Kelly Bùi, ok, bạn Kelly Bùi mới online. Bạn Trần Hữu Đạt, ok chưa? Nhanh lên các bạn comment nhanh lên, và các bạn nhớ chia sẻ, bấm vào nút chia sẻ nữa. Mới có 35 lượt chia sẻ à, 50 lượt chia sẻ, mình kiểm tra thì mới có 35 bạn bấm nút chia sẻ à, 50 lượt chia sẻ. Nghe chia sẻ của thầy rất nhiều điều thú vị. Ok, bạn bấm chia sẻ đi, rồi mình sẽ nói cho bạn cái 8 bước nó rất là tuyệt vời. Các bạn mỗi người bấm một cái nút chia sẻ đi thì mình sẽ chia sẻ bạn 8 bước. Khi mà đủ á, thì mình sẽ chia sẻ. Hơn 30 bạn comment xuống là đồng ý. Chào bạn Thị Mùi, thì bắt đầu mình mà chia sẻ 8 cái bước rất là quan trọng này. Hành trình của một cái doanh nghiệp nó rất là tuyệt vời. Bây giờ mình nói tới cái số 5. Cái số 5 trong cái việc mà trở thành một nhà cố vấn là bạn phải không ngừng. Bạn phải không ngừng đi tìm kiếm cho mình những cái cố vấn liên tục. Bạn phải không ngừng tạo ra cái sự kết nối. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những nhà cố vấn là những người họ đang sở hữu những cái bí quyết. Bạn Tường Vi cảm ơn bạn rồi. Những nhà cố vấn là họ đang giữ những cái bí quyết, họ đang giữ những cái kinh nghiệm. Cái bạn có khai thác được những cái bí quyết, những cái kinh nghiệm, cái kỹ năng không, là cái cách mà bạn sử dụng nhà cố vấn. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nên là khi chúng ta đã mướn nhà cố vấn, chúng ta có một người cố vấn thì các bạn phải gì à? Các bạn phải biết cách hỏi nhà cố vấn nhiều hơn, đừng có thụ động. Nhiều người đã có cho mình nhà cố vấn rồi mà chúng ta thụ động lắm, chúng ta thụ động vô cùng, và càng thụ động thì làm sao bà bạn khai thác được
cái trí tuệ của nhà cố vấn được, nên là các bạn phải gì ạ? Các bạn phải gì ạ? Được 42 lượt chia sẻ rồi, hơn 50 lượt chia sẻ thì mình sẽ như thế nào ạ? Mình sẽ nói với bạn 8 bước của doanh nghiệp liền. Ok rồi. Vậy thì bây giờ mình quay tiếp lại cái bước số 5 của nhà cố vấn. Các bạn đã biết cách sử dụng, các bạn gặp nhà cố vấn mà các bạn không có chịu hỏi. Và có những bạn là gì? Ngại không chịu sử dụng nhà cố vấn. Ok rồi. Mình đã nói là cái chi phí mà các bạn trả cho nhà cố vấn nó rất là rẻ. Tuy nhiên cái được bạn nhận được là nó rất là lợi. Nên là cần phải có những nếu mà nên là các bạn thấy tại sao những cái người mà huấn luyện, tại sao chúng ta cần phải có huấn luyện viên, nó cũng như là nhà cố vấn, hoặc là các cái cầu thủ, các bạn thấy không, hoặc là cái cuộc thi hoa hậu, hay là các ca sĩ, họ đều có nhà cố vấn. Tất cả những người thành công phía đằng sau lưng họ đều có nhà cố vấn hết. Các bạn thấy không? Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý đó. Nếu mà chúng ta không biết cái cách sử dụng nhà cố vấn thì chúng ta đang giảm đi cái sức mạnh của chúng ta thôi. Không những họ có một người cố vấn mà họ còn có nhiều người cố vấn nữa. Các bạn như họ rất là khôn ngoan, những cái người thành công họ rất là khôn ngoan vì sau lưng họ có rất là nhiều nhà cố vấn. Rồi bây giờ cái yếu tố thứ 6, 50 lượt chia sẻ, mình sẽ chia sẻ bạn 8 bước của một doanh nghiệp. Mình chia sẻ ngay bây giờ luôn. Mới có 43 lượt chia sẻ 50 lượt chia sẻ thì mình sẽ nói ngay liền. Bây giờ tới cái thứ 6. Ok. Thì cái thứ 6 là các bạn nên xây dựng những cái mối quan hệ và tạo cho mình những group, những nhà cố vấn. Tạo cho mình những cái mối quan hệ với những người giỏi. Mối quan hệ với nhiều người giỏi nó thành một group, những nhà cố vấn. Mấy thằng thất bại á, nó cũng có những cái mối quan hệ. Chào bạn Khanh Ly. Ok, những cái thằng thất bại nó cũng có mối quan hệ. Thì những cái mối quan hệ đó cũng tạo ra họ cố vấn, nhưng mà toàn là những cái thằng gì toàn là những thằng bạn nó tạo ra mối quan hệ cố vấn nhậu không khi nhóm nhậu đó là cũng nhóm cố vấn cho nó nhậu giỏi ra, cố vấn cho nó ăn chơi nhiều ra. Thực sự mấy thất bại nó cũng có một group của những nhà cố vấn, các bạn hiểu chưa? Nhưng mà đó là cố vấn thất bại. Thì chúng ta thành công chúng ta phải có cho chúng ta một group những cái người cố vấn, tức là những người bạn giỏi hơn ta. Những cái gì hồi nãy giờ mình chia sẻ, các bạn thấy có tuyệt vời không thì bạn comment xuống, bạn tuyệt vời. Và khi mình đủ 50 lượt chia sẻ thì mình sẽ nói cho các bạn 47 lượt chia sẻ rồi, rất là tuyệt vời. 47 lượt chia sẻ rồi, chỉ cần thêm 2-3 lượt chia sẻ nữa thôi là chúng ta đạt được 50 lượt chia sẻ. Bạn nào mới vào thì các bạn bấm vào nút chia sẻ để chia sẻ cái đoạn live video này ra đi các bạn ơi. Cái bước số 6 là chúng ta có những một group những nhà cố vấn. Một group những cái nhà cố vấn. Bạn Nguyễn Thị Hảo. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều, bạn Huy Đàn tuyệt vời tại đây. Ok, một group những nhà cố vấn. Và những cái nhà group những nhà cố vấn này họ sẽ giúp cho chúng ta biết được cái góc độ rất là nhiều. Tóm lại là cái thằng thất bại nó cũng có một cái group cố vấn. Cái group cố vấn đó là giúp cho nó thất bại mà. Nó chơi với những người toàn là làm cho nó mất đi cái nhuệ khí à. Còn những người thành không á, họ có một group những cái nhà cố vấn, những nhà cố vấn là luôn kích cho họ đi lên không à. Ok chưa? Và cái thứ 7 là những cái nhà cố vấn này luôn sẵn sàng như thế nào ạ? Làm việc với bạn qua điện thoại, làm việc với bạn qua tất cả các công cụ khác nhau. Những nhà cố vấn này là những người như thế nào ạ? Họ đang có một cái kho tàng kiến thức, kinh nghiệm. Ok chưa? Và họ sẵn sàng giúp đỡ ta, những nhà cố vấn. Các bạn phải tìm những nhà cố vấn nhiệt tâm, nhiệt tình. Những nhà cố vấn luôn tư vấn cho chúng ta những cái điều tốt đẹp. Còn nếu mà không, ý ở đây mà nói là không có phải ai cũng là làm nhà cố vấn của chúng ta được hết. Mà những người cố vấn ở đây, ý của mình muốn gửi đến các bạn là những người cố vấn ở đây là những người họ có gọi là họ có cái tiếng tâm cá nhân, hoặc là cái gọi là cái nhân cách của họ nó khá tốt á. Các bạn nhận ra điều này chưa? Thì như thế nào ạ? Thì chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ rất là nhanh chóng. Chúng ta sẽ rất là nhanh chóng để mà chúng ta phát triển rất là tốt. Và cái thứ 8 là ok chưa?
các nhà cố vấn của chúng ta là phải là những người nó như thế nào ạ? Những người này họ phải có được một cái sự thành công ở trong quá khứ nhất định. Họ có những cái thành công trong quá khứ nhất định. Họ đã trải nghiệm trước, họ đã đi trước những cái vấn đề đó, thì tự nhiên họ sẽ giúp cho chúng ta có những cái kiến thức nó rất là tuyệt vời. Ok chưa? Rồi. Và hồi nãy cũng như mình đã hứa với các bạn là các bạn đủ 50 cái lượt chia sẻ, đúng không? Đủ 50 cái lượt chia sẻ thì mình sẽ nói với bạn 8 bước trong một cái doanh nghiệp. Và bây giờ mình thấy là đã đủ 50 lượt chia sẻ rồi, thì bây giờ các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ 8 bước trong một cái doanh nghiệp chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Và bạn nào mới vào sau thì các bạn bấm vào nút chia sẻ đi. Các bạn nào vào sau thì bạn bấm vào nút chia sẻ đi. Ok chưa? Vậy các bạn có sẵn sàng chưa? Thì bạn ghi vào, các bạn nói là các bạn đã sẵn sàng rồi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mình chưa thấy ai ghi hết. Các bạn sẵn sàng chưa? Thì các bạn nói là các bạn sẵn sàng rồi, ghi vào. Nói sẵn sàng rồi, comment xuống dưới cái live stream này nè, nói là đã sẵn sàng rồi, comment xuống. Ok chưa? Yes. Bạn Anh Trang rất là tuyệt vời. Bạn Anh Trang ở An Giang, bạn rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn Thị Hảo, bạn rất là tuyệt vời. Các bạn comment, thầy chia sẻ rồi kìa. Ok, rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ bắt đầu mình sẽ nói nè. Bước 1 trong cái hành trình đi một doanh nghiệp, bước 1 là mình gọi là bước dấn thân. Các bạn nốt vào đây luôn, các bạn nói là dấn thân. Bước 1 gọi là bước dấn thân. Ok chưa? Dấn thân. Để ra khởi nghiệp thì bước đầu tiên chúng ta phải dấn thân. Dấn thân là chúng ta phải tự tay chúng ta làm. Có 6 cái thứ yếu tố rất là quan trọng để chúng ta dấn thân. Thứ nhất đó là chúng ta phải dấn thân để chúng ta bán hàng, để chúng ta giỏi. Chúng ta phải trải nghiệm về bán hàng để khi đó chúng ta đúc kết ra được những cái kinh nghiệm bán hàng, để chúng ta set up lại cái quy trình bán hàng, để chúng ta xây dựng cái đội ngũ bán hàng trong công ty của chúng ta. Nếu bạn không giỏi về bán hàng mà bạn chỉ mướn người khác vào bán hàng, họ sẽ lấy đi khách hàng của bạn. Bước 1 là bước dấn thân. Dấn thân thứ hai là chúng ta phải giỏi về marketing và làm thương hiệu. Ok chưa? Sau này mà cái công ty của bạn nó lớn rồi á, ok, thì cái mà quan trọng nhất á, những bộ phận khác các bạn giao, nhưng mà riêng cái marketing là các bạn cũng phải giữ hoài á. Cái marketing là nó theo doanh nghiệp của chúng ta hoài á. Cái thứ ba đó là chúng ta phải dấn thân về gì? Chúng ta phải dấn thân để chúng ta giỏi về cái nghệ thuật giao tiếp và đàm phán. Ok, chúng ta phải giỏi về giao tiếp và đàm phán. Chuyện gì xảy ra khi mà chúng ta không giỏi về giao tiếp và đàm phán? Để chúng ta ngoài cái việc chúng ta tiếp khách, chúng ta giỏi khách hàng, chúng ta làm việc với đối tác, cái doanh nghiệp lớn, thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải huấn luyện cho đội ngũ của chúng ta nó giao tiếp theo cái văn hóa của doanh nghiệp của chúng ta. Cái thứ tư là chúng ta phải dấn thân để hiểu về con người. Hiểu về con người, mình phải nói là hiểu về cái động lực làm việc của họ, hiểu về phong cách hành vi làm việc của họ. Thứ năm là chúng ta phải dấn thân để chúng ta giỏi về cái gì ạ? Giỏi về cái khả năng đào tạo và huấn luyện nhân viên, cái khả năng khai thác năng lực và đội ngũ nhân viên. Nói quên cả đâu luôn. Ok, các bạn cần phải comment vô đi. Mình nói cái gì hồi nãy giờ các bạn hay, các bạn comment vào để cho nó các bạn thấy nó thú vị, thì khi mà các bạn, mình thấy các bạn mà comment nhiều những cái bài học hay thì tự nhiên mình cảm giác là mình như thế nào mình cũng năng lượng theo các bạn luôn đó. Bạn Tường Vĩ Móc Cha, em nhớ biết đến thầy, em đọc sách của thầy, kết quả ngày mai em sẽ cho bán hàng, em thấy lo lắng quá vì chưa bao giờ em là người bán hàng. Ok, trời ơi, bạn không bán hàng mà bạn đòi ra bạn làm kinh doanh, cái này nó rất là nguy hiểm. Và bạn phải có khả năng đào tạo và huấn luyện nhân viên. Và bước đầu tiên là bạn phải lăn ra để bạn làm. Dĩ nhiên lúc đầu là chúng ta sai sót nhiều lắm, nhưng mà không sao, mỗi sai sót nó sẽ giúp cho chúng ta một cái bài học gì đó. Và cái dấn thân thứ sáu là chúng ta phải giỏi về công nghệ. Nếu mà chúng ta không giỏi về công nghệ thì ngày hôm nay một người chủ doanh nghiệp là phải giỏi về công nghệ. Không giỏi về công nghệ thì chúng ta sẽ bị thua thiệt nhiều người lắm. Tóm lại hồi nãy giờ mình nói 6 cái bước đó, nhưng mà chúng ta dấn thân để chúng ta giỏi về 3 thứ. Thứ nhất là giỏi về năng lực kinh doanh, thứ hai là giỏi về năng lực lãnh đạo, và thứ ba là giỏi về năng lực công nghệ. Ở đây là bạn phải biết, giỏi không có nghĩa là giỏi để chúng ta giành vị trí nhân viên, mà chúng ta biết để chúng ta va chạm, để sau này chúng ta làm việc với đội ngũ chúng ta nó rất là dễ. Vậy là vừa rồi mình nói tới cái bước số 1 trong hành trình của nghiệp. Bước số 1 là bước gì? Bước dấn thân. Các bạn ghi vô, bước dấn thân, ghi vô. Các bạn nhớ là chia sẻ cái live stream này. Bạn nào mới vô thì nên chia sẻ cái live stream này. Bước thứ 2
Nếu các bạn xong rồi mình sẽ chia sẻ nhanh. Các bạn nào chưa bấm cái nút chia sẻ livestream này thì các bạn nhớ chia sẻ livestream này đi, mới có 50 lượt chia sẻ à. Bây giờ chia sẻ thêm nữa đi, bạn Tiến Sao Mai mới vào nên bạn Tự Tại mới vào, các bạn bấm nút chia sẻ cái livestream này đi. Bước số 2. Sau khi chúng ta dấn thân rồi á, bắt đầu chúng ta tạo ra dòng tiền dương cho doanh nghiệp rồi đó, thì bước số 2 đó là bước gì? Bước tạo ra sự ổn định cho doanh nghiệp. Ok à. Nếu doanh nghiệp chúng ta không có sự ổn định thì đừng có hòng may mà nó lớn được. Tạo ra sự ổn định cho doanh nghiệp của mình, tạo ra sự ổn định, ghi vô à, các bạn ghi vô là tạo ra sự ổn định cho doanh nghiệp của mình. Chúng ta phải ổn định về cái gì? Có bốn cái yếu tố ổn định. Một cái chiếc xe máy à, chúng ta phát minh ra cái chiếc xe máy đó thì chúng ta làm ra chiếc xe máy đó, thì bước thứ hai là chúng ta phải tạo ra ổn định cho cái doanh nghiệp à, cho cái xe máy đó. Nếu mà cái xe máy nó chạy không ổn định thì không được. Chúng ta làm ra cái chiếc máy bay mà cái chiếc máy bay đó không ổn định thì cái chiếc máy bay đó nó không thể nhân ra được. Vậy thì với doanh nghiệp chúng ta phải tạo ra sự ổn định cho doanh nghiệp. Ổn định cái gì? Thứ nhất đó là ổn định về khách hàng. Doanh nghiệp mà không ổn định về khách hàng thì không được. Ok, ổn định thứ hai là gì? Ổn định về tài chính. Ok, dòng tiền trong tài chính nó phải đều. Ok chưa? Ổn định thứ ba là gì? Ổn định về về công nghệ. Ok, cái công nghệ nó phải ổn định, nó vận hành. Và thứ tư là gì? Ổn định về nguồn cung. Cái nguồn cung hàng mà nó không ổn định là chúng ta tiêu rồi. Chỉ cần một trong bốn yếu tố này mà không ổn định là doanh nghiệp chúng ta nó sẽ không ổn định ngay. À, các bạn hiểu chưa? Vậy là mình đã chia sẻ cho bạn cái bước số 2 rồi. Và bạn học, bạn nào học được điều gì tuyệt vời từ bước số 2 này thì bạn comment xuống, ghi xuống cho mình. Ok, bước thứ 3 là bước tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp của mình. Ok chưa? Nếu mà các bạn mà không tạo ra cái sự khác biệt cho doanh nghiệp của mình thì doanh nghiệp mình nó sẽ không bao giờ nó lớn được. Doanh nghiệp mình nó không bao giờ nó lớn được. Ok chưa? Đó là chúng ta mở ra một quán phở thì chúng ta không cần sự khác biệt lắm, bởi vì bà con lối xóm nó cũng ủng hộ ta. Tuy nhiên nếu các bạn muốn mở ra 10 quán phở, một chuỗi 10 quán phở, 20 quán phở thì các bạn phải có hai cái sự khác biệt. À, các bạn phải biết có tạo ra sự khác biệt. Nếu các bạn không tạo ra sự khác biệt thì nó như thế nào ạ? Thì doanh nghiệp chúng ta nó sẽ không lớn được. Ok chưa? Vậy thì khác biệt, chúng ta có hai cách để chúng ta tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp của mình. Thứ nhất là chúng ta khác biệt về sản phẩm, hoặc là thứ hai chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt về dịch vụ và văn hóa doanh nghiệp của chúng ta. Nó có nhiều cách. Ok, các bạn nào đến các cái chương trình của mình thì mình sẽ nói sâu hơn những cái này. Cái này là mình đang nói 8 bước, đi rất là nhanh. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Bạn nào mới vào sau thì các bạn nhớ bấm vào cái nút chia sẻ. Ok, các bạn phải bấm vào cái nút chia sẻ. Bạn anh mới vào bấm vào nút chia sẻ. Ok chưa? Những bạn mơ nào mà mới vào đó, các bạn bấm vào nút chia sẻ cái livestream này, bấm vào cái nút chia sẻ. Bạn Phú mới vào rất là tuyệt vời, bạn đã bấm vào nút chia sẻ liền. Các bạn rất là tuyệt vời, được 52 lượt chia sẻ rồi. Bạn anh chưa chia sẻ gì hết. Một số bạn mới vào chưa bấm vào nút chia sẻ. Bạn Thái Minh Hiếu, bạn bấm vào nút chia sẻ đi. Ok chưa? Cho mình chia sẻ đoạn livestream này thì các bạn cũng giúp mình là chia sẻ cái livestream này đến cho nhiều người. Bạn 53 lượt chia sẻ rồi. Bạn nào mà mới vào sau thì chúng ta hãy bấm nút chia sẻ này, livestream này đến cho nhiều người biết về về cái livestream này, để nhiều người xem vào nó đông nó vui. Vậy là mình đang nói về tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp. Bước số 4 là các bạn phải tạo ra những cái đòn bẩy, các bạn phải sở hữu những cái đòn bẩy. Doanh nghiệp của chúng ta mà không có đòn bẩy thì nó không có lớn được. Chúng ta phải có cho mình những cái đòn bẩy. Ok, đòn bẩy thứ nhất là đòn bẩy về tài chính. Ok, nếu các bạn không hiểu về đòn bẩy về tài chính, vừa rồi mình cũng nói cho bạn một cái số kinh nghiệm sử dụng đòn bẩy tài chính rồi. Nếu các bạn nào chưa xem cái đoạn livestream đó thì các bạn hãy vào YouTube Be Training hoặc Nguyễn Thái Duy, các bạn search để các bạn xem đòn bẩy tài chính nó là cái quả gì. Tại vì mình đã livestream mình nói về cái chủ đề đó rồi. Cho em hỏi giám đốc CEO là gì vậy thầy? Cho em không hiểu cái cụm từ này. Ok, bạn không hiểu thì bạn lên Google bạn search đi, không rảnh nói mấy cái này. Ok, các bạn hình dung ra điều này chưa? Thứ nhất là cái đòn bẩy tài chính. Cái thứ hai là đòn bẩy về công nghệ. Ok chưa? Chúng ta phải giỏi về công nghệ. Ok chưa? Cái thứ ba là đòn bẩy về nhân sự. Ok chưa? Đòn bẩy về nhân sự.
chúng ta phải có cái đội ngũ nhân sự, ok chưa? Và cái thứ tư là đòn bẩy về cái hệ thống quản trị, ok chưa? Nếu mà chúng ta không có những cái đòn bẩy đó thì chúng ta những cái từ này mình nói nó hơi chuyên môn, đòn bẩy về cái hệ thống quản trị. Thực sự là nếu mà chúng ta không biết cái cách dùng cái hệ thống quản trị doanh nghiệp thì cái, nó không có tạo ra chúng ta cái đòn bẩy lớn. Ok chưa? Các bạn rất là tuyệt vời. Các bạn comment vô những cái bài học và các bạn thấy là những gì mình chia sẻ bạn thấy rất tuyệt vời mà. Và bạn nào vào sau thì các bạn nhớ bấm cái chia sẻ cái live stream này đi à. Ok, các bạn tranh thủ bấm chia sẻ live stream này đi à. Được 57 cái chia sẻ rồi. Nếu mà chúng ta lên 70 cái chia sẻ nó thì tuyệt vời hơn nhiều. Ok chưa? Bạn Kho Lê, em hỏi giám đốc điều hành là cái gì vậy thầy? Ok, không biết thì bạn lên Google bạn search. Mấy cái này mà con lên đây hỏi. Lên đây rảnh đâu mà đi nói những cái định nghĩa CEO là gì. Ok, không biết thì bạn lên Google bạn search đi. Ok, bạn Kho ơi. Bạn Lê Kho ơi. Nếu mà bạn không biết thì đây là những cái cơ bản mà lên đây hỏi gì, mình đang chia sẻ bạn một cái vận hành của doanh doanh nghiệp. Ok rồi, cái thứ năm là chúng ta sử dụng phải xây dựng đội ngũ vững mạnh. Chúng ta cần phải xây dựng đội ngũ nhân sự giỏi. Nếu chúng ta không xây dựng đội ngũ nhân sự giỏi thì chúng ta như thế nào chúng ta không thể doanh nghiệp chúng ta nó không thể lớn mạnh được. Doanh nghiệp chúng ta không thể lớn mạnh được, ok chưa? Nên là chúng ta cần phải xây dựng đội ngũ nhân sự rất là vững mạnh, giỏi. Nghĩa là khi mà doanh nghiệp bạn nhỏ, bạn sử dụng nhân sự bình thường. Tuy nhiên, nếu mà các bạn như thế nào các bạn mà cái doanh nghiệp lớn rồi, em đều có bốn điều anh nói, em chỉ có đưa ra, chưa có nâng tầm lên, em chỉ là chưa có nâng tầm lên. Em đều có bốn điều anh nói. Ok chưa? Cái về mặt tư duy, cái bạn anh Trang á, nó không phải là bạn đang có đó, mà nó đang bị về mặt tư duy. Cái cách bạn đang nói là bạn đang bị lủng về mặt tư duy. Bạn chưa phải có tư duy của một người làm chủ. Một điều rất là ngớ ngẩn ở trên đời này, chúng ta đang là tư duy của một người làm công, hoặc chúng ta đang là tư duy của một người làm tư, tức là người tự làm, mà chúng ta muốn rằng kết quả chúng ta phải là một thần chủ doanh nghiệp. Cái đó là một cái điều mà người ta nói là ngớ ngẩn nhất ở trên đời này. Thì nghĩ là chúng ta đang đi xe đạp, chúng ta đi xe máy, mà chúng ta muốn có được cái kết quả là đi xe con, thì cái đó là cái điều ngớ ngẩn nhất ở trên đời này. Bạn hiểu chưa? Mình đang nói tới cái bước số 5, nghĩa là chúng ta cần phải có những nhân sự giỏi thì doanh nghiệp chúng ta nó mới lớn. Bạn nên nhớ vậy. Nếu mà nhân sự của bạn không giỏi thì đừng có học. Tất cả ở đây là con người. Con người nó mới tạo ra cái sự đột biến cho doanh nghiệp của mình. Nhưng mà người mà không biết cách đó thì họ cũng lãng phí cái nguồn lực. Lãng phí lớn nhất đó là nguồn lực về con người. Họ lãng phí lớn kinh khủng luôn. Và tới cái bước số 6, vậy là mình đã bắt đầu tới bước 6. Bước số 6 là cái bước gì? Tiếp theo cái bước số 6 là cái bước gì? Bước hệ thống hóa doanh nghiệp của mình. Nghĩa là chúng ta hệ thống hóa bộ phận bán hàng, chúng ta hệ thống hóa bộ phận marketing, chúng ta hệ thống hóa chào bạn Nguyễn Trọng Nhân rất nhiều. Chúng ta hệ thống hóa bộ phận thu mua, hệ thống hóa bộ phận tài chính. Mỗi cái doanh nghiệp chúng ta phải hệ thống hóa lại hết. Nếu chúng ta không hệ thống hóa lại được, còn bạn nào mà không biết cách hệ thống hóa như thế nào thì các bạn hãy liên hệ các cái chương trình của mình. Mình có chương trình là gọi là Lean System. Ok chưa? Cái chương trình Lean System của mình đó, là mình sẽ như thế nào mình sẽ chỉ cho các bạn, mình sẽ giúp cho các bạn cái cách làm sao để chúng ta hệ thống hóa hết cái doanh nghiệp của mình, viết ra cái quy trình và hệ thống hóa. Ok. Và cái bước thứ 7 là chúng ta gọi là đồng bộ hóa. Ok chưa? Đồng bộ hóa nghĩa là chúng ta làm cho các cái hệ thống nó được kết nối, nó chạy với nhau hết. Ok, gọi là đồng bộ hóa toàn bộ các cái đó lại với nhau. Đồng bộ hóa từ hệ thống phần cứng đến hệ thống phần mềm. Ngày hôm nay chúng ta không có hệ thống phần mềm thì chúng ta, doanh nghiệp chúng ta nó không lớn được. Ok chưa? Phần mềm nó giúp cho chúng ta giải quyết những cái động tác lặp đi lặp lại trong quá trình quản trị của một cái tổ chức. Ok chưa? Các bạn nhận ra điều này chưa? Và tới cái bước số 8 gọi là cái bước thoát ra. Bước số 8 là giúp cho thoát ra. Bạn nhận ra, vậy thì chúng ta thoát ra nó như thế nào? Chúng ta thoát ra một ngày,
Chúng ta đừng có can dự vào cái tổ chức của chúng ta để xem nó có bị lỗng gì không. Hãy đi ra khỏi cái hệ thống của nó để xem nó có bị lỗng gì không. Nếu có bị lỗng gì thì chúng ta vào, chúng ta bổ sung. Mình đang chia sẻ về mặt idea, cái tư duy cho các bạn. Còn sâu hơn thì mình sẽ như thế nào các bạn cần phải gặp mình tư vấn, hoặc là mình sẽ coach cho các bạn, hoặc là các bạn tham gia các lớp học của mình. Thì thoát ra, thoát ra thì cái bước thứ nhất là chúng ta thoát ra một ngày để chúng mọi thứ nó ok. Nó ok rồi thì tốt, còn nếu nó không ok thì chúng ta vào, chúng ta chỉnh sửa lại. Rồi tiếp theo chúng ta thoát ra 3 ngày, chúng ta không có đụng chạm vào, để hệ thống nó tự vận hành, để các em nó tự vận hành. Khi các bạn thoát ra, sự vụ xảy ra để các em nó tự xử lý thì các em nó mới lớn được. Nếu mà các bạn cứ nhúng tay vào thì các em nó không bao giờ nó lớn được. Các bạn nhận ra điều này không ạ? Và sau đó nếu mà có vấn đề gì thì chúng ta vào điều chỉnh, rồi chúng ta lại gì, chúng ta lại thoát ra. Ok, chúng ta lại thoát ra. Và tiếp gì và tiếp theo nữa là gì chúng ta thoát ra 15 ngày, ok chưa? Và sau đó chúng ta thoát ra 1 tháng, rồi sau đó chúng ta thoát ra được 3 tháng. Và nếu các bạn nào thành công trong việc thoát ra được 3 tháng thì nghĩa là điều đó rất là tuyệt vời. Doanh nghiệp bạn nó đã được vận hành rất là ngọt, và đây là cơ hội rất là tuyệt vời để gì bạn mở doanh nghiệp thứ hai, doanh nghiệp thứ ba, 10 doanh nghiệp mà bạn cũng không phải nhúng tay vào, bởi vì lúc này bạn là người rất là giỏi, rất là master trong việc sở hữu cho mình một cái hệ thống rồi. Cuối cùng chúng ta làm kinh doanh là chúng ta sở hữu cho mình một cái hệ thống doanh nghiệp, nó vận hành không cần ta, chứ không phải chúng ta ra kinh doanh mà chúng ta tạo ra một doanh nghiệp rồi chúng ta phải dính ở trong doanh nghiệp đó thì nó mới kinh doanh được. Còn chúng ta ra khỏi doanh nghiệp đó thì nó bị vấn đề, giống như một cái thằng nó sáng dậy nó mở ra một cái quán phở và nó bán được phở rồi, nhưng mà sáng nào nó không có mặt ở đó là cái quán phở nó nghỉ, thì cái đó không gọi là chủ doanh nghiệp, và cái đó là chúng ta đang tạo cho chúng ta một cái công việc để chúng ta làm giữ nó. Các bạn nhận ra điều này chưa? Về mặt tư duy là mình nói cho bạn 8 bước để các bạn đi từ cái con số 0. Từ 0, 0 ở đây rất là nhiều nghĩa đó. Không có tiền nha. Ra kinh doanh không cần phải có tiền, và không cần phải có tiền nhiều nha. Cứ quan trọng là cái cách chúng ta đi thôi. Từ việc không có kinh nghiệm, từ việc là cái con số 0, từ việc là chúng ta chưa có mối hệ, chưa có cái khách hàng nào, tất cả chúng ta đi từ những cái con số 0 rất là tròn trĩnh, ok chưa? Và từ từ từng bước chúng ta xây dựng để cho thoát ra. Cứ quy trình này nó mất khoảng 5 năm, tùy theo người. Nếu mà các bạn có chuyên gia hướng dẫn các bạn thì nó mất khoảng 3 năm đến 3 năm rưỡi. Còn nếu các bạn một mình mà các bạn hiểu được toàn bộ cái quy trình thì các bạn mất khoảng 5 năm. Nhưng mà trước sau gì bạn cũng cần phải có chuyên gia tư vấn không ít thời nhiều. Bởi vì 8 bước này mà nói rất là rõ ràng vậy, tuy nhiên để đi từng bước một là nó như thế nào Ok, chúng ta phải như thế nào Chúng ta phải đi sâu vào đó. Ví dụ như là về quy trình nhân sự thì chúng ta phải đi từng bước nó như thế nào, bàn giao công việc nó các em nó như thế nào. Ok, rất là tuyệt vời. Ngày mai chào bạn Lâm Võ, chào tại sao hôm nay không có lịch lên sóng. Ok, hôm nay mình đi dạy về và tự nhiên mình vui, mình mới đứng lớp tới 9 giờ tối mình mới về, và tự nhiên mình vui cái rồi mình lên mình chia sẻ thôi. Ok, không cần phải có lịch rồi gì hết á. Hôm nào hứng thì lơ thôi bạn Lâm Võ ơi, lúc nào cần thì lơ thôi Vậy thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn Võ Thành Long, ok chưa, lâu quá gặp. Ok, cảm ơn bạn Long rất là nhiều. Vậy thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã xem cái đoạn live stream này. Và ngày mai thì mình cũng bận đứng lớp cả ngày rồi, nên là tối hôm nay chúng ta kết thúc sớm một chút xíu. Mình để cái đoạn live stream này ở trên cái máy này, trên cái trang Facebook này. Và các bạn cần thì các bạn cứ vào, các bạn bấm chia sẻ vào nhà của mình. Mình mới ra cái quyển sách thứ hai của mình là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Ok chưa? Mỗi ngày một chút thôi. Cái quyển một của mình là cái quyển Vượt Biển Lớn nữa, mà hồi nãy hôm qua mình có tặng cho bạn kia cái nó hết rồi. Nên là mình hiện tại mình có hai cuốn là Vượt Biển Lớn, và quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một chút thôi. Cái quyển Vượt Biển Lớn thì nó nằm ở trong cái bìa này các bạn không? Và cái bản tiếng Anh của nó là đang bán trên Amazon. Thì các bạn nào quan tâm tới quyển sách của mình, trong quyển sách của mình thì mình chia sẻ rất là nhiều bài học hay, ví dụ là sức mạnh của việc kết nối, ok, bất kỳ trang nào cũng có bài học hay hết, ok chưa? Hoặc là
Một cách thứ hai, để khi bạn ra khởi nghiệp, bất kỳ cái trang nào cũng có một bài học quản lý dòng tiền thật tốt, nhất là tiền mặt, ok chưa? Và những bạn mà họ đọc cái quyển này thì những thứ sự thật rất là vớ vẩn, nhưng mà nhiều người họ lại hay tin, ok, hoặc là ra kinh doanh không cần nhiều vốn, ok, cái đó là một cái giải pháp của mình để mình chia sẻ cho các bạn, ok chưa? Món quà ý nghĩa để dành tặng cho bạn trong cái quyển sách này, ok. Vậy thì các bạn nào mà quan cái quyển sách Vượt Biển Lớn và mỗi ngày một chút thôi, thì các bạn inbox cái số điện thoại và cái Facebook của mình, và sách sẽ được gửi đến trên mọi miền đất nước. Cảm ơn các em đã đọc sách của thầy, rất hay ạ. Ok, cảm ơn bạn Thủy rất là nhiều. Bạn Thủy đang ở ngoài Ninh Hòa và bạn đã mua cái quyển sách của mình, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã xem đoạn livestream này, và nhớ chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người nhé. Bye bye các bạn, bởi vì ngày mai mình phải đứng lớp sớm rồi. Bye bye các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.